Nó là cây kẹo đắt nhất thế giới đó. Đây không phải là một ý tưởng hay đâu các nhóc. Ôi không, nghe có vẻ không ổn chút nào. Cậu cầm đi. Nó lớn quá. Cảnh sát đến rồi. Là bạn ấy làm. À ha, cô sẽ vào tù. Không không, không phải là cháu. Xin lỗi nhóc, nhưng mà cậu sẽ phải vào tù. Hai đứa đều bị bắt vì đã cố ăn cắp kẹo. Đây là phòng giam của cô bé nghèo. Phòng giam này bừa bộn quá. Côn trùng và rác phủ đầy khắp sàn nhà và trên tường. Mình không muốn sống ở đây. Làm ơn, hãy thả cháu ra. Được rồi, đây là phòng giam của cậu. Nhưng trước hết, cậu phải nhả kẹo cao su ra đã. Tốt, giờ cậu phải đeo kính râm này để trông thật là ngầu. Và cuối cùng, dây chuyền vàng này đeo quanh cổ của cậu. Giờ thì cậu có thể vào phòng giam rồi. Wow, mình còn có cả đồ uống mát lạnh nè. Thiệt là sang trọng. Mình yêu đồ chơi của mình quá. Này, tớ cũng muốn món đồ chơi này nữa. Đưa nó cho tớ. Không, nó là của tớ. Này, lấy được rồi. Giờ thì nó là của tớ. Nó bị hư rồi. Ngừng la hét đi, tay của tôi. Có chuyện gì mà la hét quá vậy hả? Một món đồ chơi bị hỏng ư? Không thể nào, có lẽ chúng ta phải thay nó vậy. Cậu muốn lợn Peppa không? Không. Chica? Không. Bowser? Không. Tôi đưa gì cậu cũng không thích sao? Còn cái này thì sao? Vẫn là không đâu. Ôi thôi nào, mình cần gọi giúp đỡ. Hello, xin hãy đến đây ngay. Tại sao lại có bác sĩ phẫu thuật ở đây vậy ta? Đây là món đồ chơi mà ông cần sửa. Ồ, dễ thôi, tôi có thể sửa được. Chỉ cần cho tôi một chút thời gian với các dụng cụ của mình. Sử dụng cây nhíp, tôi sẽ đẩy lại bông vào bên trong. Sau đó dùng kim và vài sợi chỉ, tôi sẽ khâu lại phần đầu với thân. Như vậy đó, catnap sẽ ổn cả thôi. Tuyệt vời, cảm ơn nha bác sĩ. Của cậu đây. Liêu liêu, đồ chơi của tớ được sửa rồi. Tớ muốn món đồ chơi đó. Hả? Sao cô bé nghèo này lại buồn vậy ta? Nhìn khuôn mặt buồn bã đó kìa. Mình phải tặng cho cô bé một món đồ chơi. Nhưng mình lấy nó từ đâu đây? Ồ, mình có ý tưởng rồi. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy kho báu trong đống rác bẩn thỉu này. Thôi nào, chắc chắn phải có thứ gì đó. Mình tìm thấy một món rồi. Đó là một con thú nhồi bông cũ. Nhìn đây, nó trông khá cũ nhưng mà vẫn còn tốt lắm đó. Bạn ấy bẩn quá đi. Cháu nói đúng, cháu không thể chơi với nó được. Ồ, cô biết phải làm gì rồi. Đầu tiên, mình sẽ rửa nó bằng nước. Rồi chà nó thật là kỹ. Trông vui thiệt đó. Sau đó hãy đổ thêm nước nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ xoa đều với xà phòng. Tiếp tục bóp mạnh để loại bỏ hết bụi bẩn nha. Cứ như là đang massage vậy đó. Rồi rửa sạch nó lại với nhiều nước hơn nữa. Giờ thì thêm chút bọt để làm sạch kỹ hơn nha. Bóp thêm chút nữa. Nhìn đi, bụi bẩn đã biến mất rồi nè. Nó đã trông như mới rồi. Và nó còn có mùi thơm nữa. Đây là đồ chơi nhồi bông mới của cháu nè. Wow, cảm ơn cô cảnh sát. Đây sẽ là bạn thân mới của cháu. Âm thanh gì vậy? Nó làm mình tỉnh mất rồi. Mình nghĩ là nó từ dưới gầm giường. Gì vậy ta? Nó làm tớ bị dính dầm rồi. Tiếng ồn gì vậy? Đó là một con nhím. Cái gì? Nó trông tệ quá. Nhọn quá đi. Nghĩ nào. Chờ một chút. Mình có thứ hữu dụng để ở đâu vậy ta? Những đồng xu vàng. Chú quay lại đây. Chú sẽ dùng hai đồng xu ép chúng lại với nhau để kéo cái dầm ra. Thành công rồi. Giờ thì tiếp tục nào. Đây, cậu đã hết dính dầm rồi. Còn con nhím đó, để chú đưa nó ra ngoài. Tội nghiệp nó quá. Lại đây, nhím nhỏ. Vào cái phòng giam đó đi. Ra khỏi đây ngay. Cậu có bị thương không? Được thôi, tớ sẽ thả cậu đi. Tạm biệt nha. Ôi không, cậu ấy để lại dầm trong tay của tớ rồi. Nào, có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, dầm hả? Cô biết rồi, hãy lấy nó ra bằng kim nào. Không, 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 nó sẽ đau lắm ạ, dừng lại. Ôi trời, vậy thì phải làm gì bây giờ? Cô có ý tưởng hay hơn rồi. Hãy dùng sô-cô-la nào. Hãy mở nó ra. Và đổ sô-cô-la tan chảy lên tay của cháu.
đảm bảo nó phủ lên tất cả những cái dầm nha. Giờ thì chờ cho nó đông lại nào. Chỉ việc bóc nó ra và nó sẽ đem luôn những cái dầm theo. Dễ quá phải không? Nhưng mà gớm quá đi. Ít nhất là chúng ta đã lấy chúng ra. Đập tay nào. Ôi không, mình cần đi vệ sinh. Toilet kia rồi, nhưng mà nó bẩn và đầy côn trùng. Mình không thể nào dùng được. Eo ơi, cô cảnh sát ơi, giúp cháu. Chuyện gì vậy, cháu gặp vấn đề với toilet hả? Cháu nói đúng, nó kinh thiệt đó. Để cô thử coi. Ừ. Cô không cố ý làm đổ nó đâu. Cô vừa mới làm gì với cái toilet vậy? Ôi trời, giờ mình phải làm sao đây? À, cô biết rồi. Dùng tạm cái xô đi ha. Được rồi, việc đầu tiên. Đặt một túi nhựa lên cái xô. Gần xong rồi. Tiếp theo là gì ta? À đúng rồi, dùng cái ống bơi này và đặt nó xung quanh miệng xô để tạo thành một cái ghế ngồi. Cô tới đi. Toilet tự chế tới phục vụ đây. Cuối cùng cũng xong. Thiệt là nhẹ nhõm. Được rồi. Ô, đợi đã, không không không. Đừng dùng hết giấy vệ sinh mà. Hãy cắt đôi nó ra để tiết kiệm. Ta không thể nào lãng phí thêm giấy vệ sinh. Của cháu đây. Thôi được rồi, cháu xong rồi. Làm tốt lắm. Giờ cô chỉ cần dứt cái túi này đi thôi. Cảm ơn cô cảnh sát, tạm biệt. Ngon quá, mình uống hết lon nước ngọt rồi. Điều đó có nghĩa là mình cần đi vệ sinh toilet. Yêu ơi, cái toilet này bẩn quá đi. Chú cảnh sát ơi, giúp với. Ồn ào gì vậy? Cậu bé cần giúp đỡ. Chú hiểu rồi, cái toilet bẩn quá. Đừng lo, để chú xử lý. Chú sẽ thử bơm nó. Ôi không, không hiệu quả. Ôi trời, bên trong nhiều rác quá đi thôi. Nhưng mà đừng có lo, chú có giải pháp rồi đây. Chú có dụng cụ làm sạch cho việc này. Trước tiên chúng ta cần đổ vào một ít chất tẩy rửa. Ta thêm một chai khác cho chắc chắn nha. Sau đó thêm thật nhiều bọt. Thêm bọt nữa. Thêm nữa nè. Cuối cùng rắc thêm một chút kim tuyến và hạt rắc lấp lánh vào. Được rồi, giờ thì chúng ta sẽ dùng cái này để trộn tất cả lại với nhau. Tiếp tục trộn nào. Hay là giờ mình bỏ trốn ta? Nhưng mà khoan đã, mình vẫn phải đi tiểu. Hả? Chào chú, cháu đang đứng đây mà. Chào nhóc, chú sắp xong rồi đây. Giờ thì xả nước nào. Xem đây, cái toilet đã sạch bong sáng bóng rồi. Nhưng mà ta chưa xong đâu. Chú sẽ lắp thêm cái đèn đêm này để cháu được trình diễn ánh sáng mỗi lần sử dụng nó. Nào thử đi. Wow, thật là thoải mái. Oh yeah, hãy nhảy đi nào. Hãy tiệc tùng thôi nào. Trên mặt mình có nhiều mụn quá. Mình chỉ muốn nặng chúng thôi. Mình có thể chùi cái này ở đâu ta? Cô cảnh sát. Yêu ơi, sao cháu lại làm như vậy? Úp, cháu xin lỗi, do cháu không biết phải làm gì với cái mặt của mình. Ôi trời, nhiều mụn quá à. Được rồi, cô sẽ cố trị cho cháu. Có rồi. Mấy củ khoai tây và một cuộn băng dính. Cảnh sát nghèo định làm gì với những thứ đó vậy ta? Được rồi, ta hãy làm thôi. Cô sẽ đặt một miếng khoai tây lên mụn của cháu và dùng băng dính để cố định nó. Cô sẽ làm tương tự với những nốt mụn còn lại. Giờ thì chờ một lát. Được rồi, cháu có thể tháo chúng ra. Wow, mụn của cháu biến mất rồi. Cháu có thể vứt khoai tây ở đây. Da của cháu đã láng mịn. Kem ngon quá đi. Ôi không, lưỡi của mình có mụn rồi. Cứu cháu với. Ôi không. Phải làm sao bây giờ? Chú biết rồi, chú có món đồ này ở đây. Chú tới đây. Chú sẽ dùng một ít nước xịt vàng lên lưỡi của nhóc và đảm bảo nó che hết mụn. Chú nghĩ như đây chắc đủ rồi. Giờ hãy lột nó ra. Oh yeah, ta lấy được rồi. Ôi không, vẫn còn mụn nè. Không gì mà cái nhíp này không thể xử lý được. Cảm giác nặng mụn đã tay thiệt đó. Nhìn đống mủ đó kìa. Dù nó làm lưỡi cháu có vết bẩn, nhưng mà ít nhất mụn đã biến mất hết rồi. Hôm nay là ngày tiêm phòng. Ôi da, đau quá. Người tiếp theo. Mình lo quá đi. Tôi tìm đây. Mình có thể chịu được. Kế tiếp là ai?
Kim Tim tới đây. Cháu không muốn đâu, cháu sợ lắm. Cháu không muốn chích ngừa hả? Cháu sẽ cho chú một ít vàng, chú hãy chích ngừa thay cho cháu đi. Nhưng chú đã... Ôi được rồi, chú sẽ làm cho. Hay quá. Xin lỗi bác sĩ, tìm lại cho tôi lần nữa đi. Nhưng anh đã tìm rồi mà. Cứ làm đi, tôi có thể chịu đựng được. Ôi trời, vậy thì ta tìm thôi nào. Tôi cảm giác tay mình nặng trĩu rồi. Cậu nhận được một cây kẹo mút vì đã dũng cảm. Cảm ơn nha. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tìm quá nhiều vaccine khiến cảnh sát vào ngất xỉu rồi. Đến lượt cháu rồi tiểu thư. Chờ một chút, đừng có làm cô bé sợ bằng cái ống tiêm khổng lồ này chứ. Ôi mình biết rồi, nhìn món đồ chơi ngựa một sừng dễ thương đó kìa. Cô có thể mượn chứ, thật là đàn hồi. Giờ ta hãy làm chút mẹo nào. Hả? Nhưng tôi có ống tiêm ở đây mà. Một ống tiêm ngựa một sừng, để nó không còn đáng sợ nữa. Ngựa một sừng đến đây. Cũng nè. Wow, vui quá đi. Và đó là cách mà ta làm nó. Tạm biệt nha bác sĩ. Kinh quá đi, tôi thích ống tiêm khổng lồ cũ của mình. Mình khát nước quá. Hãy thử nước voi xem. Nước này bẩn quá trời à. Thôi vậy, mình không còn lựa chọn nào khác. Chờ đã. Yêu ơi, cháu không thể nào uống nước này được đâu. Để cô nghĩ thử xem. Ồ, cô biết rồi, cô sẽ quay trở lại ngay. Mình có vài thứ hữu ích trong túi. Một miếng tampon và một cái chai rỗng. Cắt phần trên của chai ra. Sau đó cho miếng tampon vào từ bên trong. Nhìn xem chuyện gì xảy ra khi ta nhúng miếng tampon vào nước. Giờ thì hãy đổ nước bẩn vào và để miếng tampon lọc cặn bẩn ra nha. Nhìn kìa, nó có tác dụng rồi. Giờ thì hãy cho nó vào cốc nào. Nước của cháu đây. Yeah! Tôi thiệt là thông minh quá à. Cháu không cần thấy khát nữa. Mình khát nước quá. Cái gì vậy? Nước uống đang thui tôi lùi luôn. Nó bẩn tới vậy luôn hả trời? Không đời nào mình có thể uống cái này được. Chú cảnh sát ơi, cháu cần giúp. Hít sâu nào. Sao cháu lại làm hỏng thời gian yoga của chú? Lần này có chuyện gì nữa? Có vấn đề gì với nước sao? Nước uống có màu đen. Ôi trời ơi, nó trông không ổn chút nào. Phải làm gì đây? Một cái chai rỗng và một dụng cụ lọc. Đổ một ít nước vào cái chai rỗng. Rồi đặt dụng cụ lọc lên trên cái chai. Đổ nó vào cốc. Và tất cả chất bẩn đã được lọc rồi. Nhìn xem, nước trong như ban ngày. Uống đi cháu. Tuyệt quá. Thật là sảng khoái. Đây là đồ ăn của cháu. Thạch đông hả? Cháu không muốn cái này, cháu muốn ăn cái khác cơ. Tại sao lại không? Cái này rất là ngon đó. Được rồi, đây là thực đơn. Chọn món mà cháu muốn đi. Có nhiều sự lựa chọn quá. Cháu muốn một cái pizza. Được rồi, pizza sẽ đến ngay. Đây rồi thưa ngài. Wow. Chờ đã, trên pizza có dứa sao? Cháu không thích, cháu ghét dứa. Ôi không, không sao đâu. Chú có cái dụng cụ loại bỏ dứa này. Sao chứ? Chú chỉ cần đặt dụng cụ này lên trên dứa và nó sẽ biến mất đó. Thưởng thức đi nào. Cuối cùng cũng có thứ mình có thể ăn. Ngon quá đi. Ngài đã dùng bữa xong rồi sao? Ta hãy vứt cái hộp này đi nào. Ai đã ném cái này ở đây vậy? Wow, pizza. Vẫn còn pizza nè. Ôi da, nó cứng như đá vậy. Mình thậm chí còn không thể bẻ nó dù mình đập nó. Mình không thể nhai cái này được. Cô cảnh sát, giúp cháu với. Cái tiếng gì vậy? Đau tai quá đi. Lần này có chuyện gì vậy hả? Có vấn đề gì với pizza của cháu sao? Nó cứng thiệt đó. Cô thậm chí còn không thể nào gặp nó lại. Chúng ta cần làm gì đó. Cô biết rồi, chờ một chút nha. Đầu tiên, để cô lấy một cái bàn ủi. Có rồi. Đặt nó xuống và phủ giấy bạc lên trên. Đặt pizza lên trên. Giờ chúng ta cần một cái máy sấy tóc để bắt đầu hâm nóng pizza. Nhìn kìa, pizza đang mềm ra. Để xem.
pizza đã mềm rồi, nhưng mà nó khá là nóng đó. Của cháu đây, pizza đã sẵn sàng. Cẩn thận nha, nó nóng lắm á. Nó có mùi ngon quá. Gia vị của nó cũng ngon như vậy nữa. Ôi trời ơi, cái mùi hôi gì vậy? Mình nghĩ là nó đến từ bên kia. Chờ đã, nó dẫn mình tới chỗ buồng giam. Mình nghĩ có vấn đề gì đó với chân của cô bé. Ngồi xuống đi, để cô xem chân của cháu. Ôi kinh quá, tại sao tất của cháu lại ướt vậy hả? Yêu ơi, cháu ơi, nhìn đôi chân dơ bẩn đó kìa. Ôi không, cháu cần được giúp đỡ. Cho cô một chút thời gian nha. Cô sẽ cần nhíp để lấy những con giun và vẫy ở trên chân của cháu. Bẩn quá. Lần cuối cháu rửa chân là khi nào vậy hả? Có nhiều vi khuẩn trên chân của cháu quá đi. Chúng ta phải loại bỏ chúng. Không có gì mà một chút kỳ cọ không thể giải quyết. Giờ hãy lau khô chúng bằng một cái khăn. Thấy chưa? Chân của cháu đã trông bình thường lại rồi. Wow! Đập tay nào! Nó vui quá đi! Cậu bé đang làm bẩn chiếc giường với đôi chân bẩn thỉu của mình. Cái mùi hôi gì vậy? Đó là chân của cháu sao? Chúng cần được làm sạch thật kỹ. Làm chú chóng mặt quá đi trời ơi. Được rồi, vậy đi. Chúng ta cần phải sửa điều này. Chúng ta cần xà phòng và một miếng bọt biển. Sự kết hợp hoàn hảo. Đây, hãy rửa chân của cháu bằng cái này. Sao chứ? Cháu không muốn. Nè, đừng có để lên mặt của chú chứ. Được rồi, chú có một ý tưởng hay hơn. Chào mừng đến với ngày spa của riêng cháu. Đầu tiên, hãy đổ dầu massage lên chân cháu trong khi cháu thưởng thức đồ uống của mình. Thật thư giãn. Chú sẽ bắt đầu massage ngón chân của cháu. Ôi trời, mấy ngón chân thật là co giãn. Hãy xoa bóp thật kỹ. Giống như một spa thực thụ ha. Cuối cùng, chân của cháu đã sạch hết rồi. Mình làm đỉnh quá đi. Nhìn kìa, mẹ mà nó trên báo. Mình nhớ mẹ quá. Mình muốn mẹ. Thật là một ngày buồn chán. Hả? Tại sao nhóc lại khóc vậy? Con muốn mẹ. Ôi, làm chú cũng muốn khóc theo rồi. Bức ảnh gì đây? Đó là cháu với mẹ. Cháu muốn ở bên cạnh mẹ của mình. Tội cháu quá. Nó làm cô cũng thấy buồn nữa. Được rồi, cô cảm thấy tệ quá. Cô sẽ thả cháu ra ngay bây giờ. Đi đi, hãy ở bên cạnh mẹ của cháu. Tạm biệt, cô sẽ nhớ cháu lắm đó. Các con, đến đây nào. Ôi, mấy đứa trẻ cuối cùng cũng được đoàn tụ với mẹ của mình. Cảm động quá, tôi cũng muốn khóc nữa nè. Đây sẽ là phòng bệnh của cháu. Nó hơi bụi một chút, nhưng vậy là được rồi. Cái giường này thoải mái quá, như nằm trên mây vậy. Ha chi. Nước mũi ở trên giường sao? Đây là giường của cô gái giàu có đó. Giường của cháu ở kia kìa. Thấy chưa, ga giường này được làm bằng vàng đó. Ta cần phải chuẩn bị thảm đỏ. Xin chào mừng. Đây là tiền của bác. Cảm ơn cháu. Gì cơ? Trước khi ta quên mất, cháu muốn treo một bức tranh của bản thân ư? Ta nhớ mẹ quá. Bé gái giàu so với nghèo trong bệnh viện. Được rồi các cháu, bác đã chuẩn bị bồn tắm cho các cháu. Các cháu hồi quá đi. Đây là bồn tắm của tớ. Không, của tớ. Ê, dừng lại. Cháu, lui ra. Thưa bà. Thật sao, cảm ơn. Bồn tắm này thật là vui. Bác sẽ giúp cháu gội đầu. À, cháu bị xà phòng vào mắt rồi. Đừng lo, cháu đã có một chiếc dương miệng đặc biệt. Nó sẽ ngăn xà phòng chảy vào mắt của cháu. Bác sĩ. Gì chứ? Bồn tắm của cháu ở đâu? Hãy xem, chúng ta có cái gì đây? Một cây lau nhà và một cái xô ư? Bác biết rồi, đây là cái cháu sẽ sử dụng để tắm cho bản thân. Không thể nào. Cứ vào đi. Không có gì xảy ra ở đây hết. Gặp vấn đề với việc tắm rửa sao? Cô có thể giúp cháu. Cô chỉ cần nhúng cây lau nhà vào, sau đó dùng nó để lau sạch cơ thể cháu. Nhanh chóng và dễ dàng. Wow, cháu đã sạch sẽ rồi. Cô muốn tặng cháu một món quà. Đây là một chiếc dây chuyền thơm đó. Wow, nó có mùi thơm quá đi. Cháu thích nó. Sẽ
sàn nhà lạnh quá à. Nó thực sự làm nóng băng chân của tớ luôn. Tớ nên mang chiếc dép gì đây? Không. 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 Có chuyện gì vậy? Tất cả dép của cháu đều thật xấu xí. Làm gì đi bác? À ha, nhìn giày cao gót son môi của Barbie này. Bác sẽ tháo bỏ gót giày của đôi giày này và thay thế bằng son môi thật đi trước thời đại. Các chiếc giày này thật sự độc đáo. Cháu thích nó lắm. Cháu cảm giác như là người mẫu vậy. Giờ cháu muốn thoa son môi. May quá cháu có một cái ở dưới giày của mình. Thiệt là dễ dàng. Ta thông minh quá. Ừ. Bác sĩ. Ừ. Lại có chuyện gì nữa? Bác có thể cho cháu một đôi dép mới được không? Ờ thì chúng ta cũng có thể lấy cảm hứng từ Barbie của cháu. Đôi dép xốp. Bác biết rồi. Chuẩn bị một tấm thảm ghép và cắt hình chiếc dép, làm tương tự với nhiều tấm khác và xếp chúng lại với nhau. Đặt một đôi dép lên trên chúng và cháu sẽ có đôi dép cao như vậy. Của cháu đây. Wow. Chúng thật sự rất thoải mái. Tất nhiên rồi. Wow, một cây kẹo mút khổng lồ. À, nó làm hư răng tớ rồi. À, tớ ghét cây kẹo mút này. Vậy thì nó là của tớ. Mặc dù nó đầy bụi và đất. Hả, răng của tớ hư rồi. Có chuyện gì vậy? Răng của cháu đang lung lay. Để bác nhìn kỹ hơn nào. Bác hiểu rồi. Bác phải lại gần hơn nữa. Như là đi vào trong miệng của cháu vậy. Ồ, nó đây rồi. Bác sẽ thay thế nó bằng một chiếc răng vàng. Đã đến lúc quay lại rồi. Cháu thấy chiếc răng mới của mình thế nào? Wow, nó bóng loáng luôn. Trả tiền nào. Của bác đây. Đúng vậy. Bác có thể giúp cháu được không? Cháu muốn gì? Cháu cần phải sửa răng của mình. Chúng thiệt là dơ. Đi. Cháu cũng sẽ trả tiền. Ờ, được thôi. Ừ, bên trong miệng của cháu thiệt là hôi. Bác không muốn làm việc này. Không, bác đi ra ngoài đây. Ôi không. Hả? Một khẩu súng nớp. Tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ buộc sợi chỉ lỏng của áo len của tớ vào viên đạn và buộc phần còn lại quanh răng của tớ. Khi tớ bắn thứ này, nó sẽ lấy răng của tớ đi. Cái gì vậy? Ôi, cháu xem bắn trúng bác này. Xin lỗi. Đồ chơi này là của tớ. Của tớ. À! Những cô bé đã kéo quá mạnh và tự làm đau bản thân. Cháu có sao không? Cổ tay cháu đau quá. Có một vết thương. Ta chỉ cần băng nó lại thôi. Không đời nào. Bác có thể lấy toàn bộ số tiền này nếu bác mang cho cháu một cái băng cá nhân tốt hơn. Đây là bộ cấp cứu của người giàu. Wow. Một cái băng cá nhân làm từ kim cương và một loại bình xịt chữa thương đặc biệt. Cháu được nhận một cây kẹo mút vàng vì đã dũng cảm. Wow. Bác sĩ. Gì? Gì? Hãy điều trị cho cháu nữa. Ta không cần một đô la. Vết thương của cháu. Hả? Ừ. Ta tìm thấy một cái băng cá nhân đã qua sử dụng nè. Ta chắc chắn rằng cái này sẽ ổn thôi. Nhưng bụi bặm làm cho nó không dính nữa. À! Đó là bắp cải ư? Ta có một kế hoạch. Hãy để ta dạy cháu về việc tái chế nào. Vậy nên hãy lấy cây bắp cải này ra khỏi thùng rác. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một trong các chiếc lá để phủ kín vết thương của cháu. Cháu không thể tin rằng nó thật sự có tác dụng. Ta biết mà, và vị nó cũng ngon nữa. Âm thanh gì vậy? Cái bóng kia thiệt là đáng sợ. Có một con quái vật dưới giường của tớ. Tại sao bạn lại la hét vậy? Có một con quái vật. Nó cũng ở dưới giường của tớ. Cả hai cô bé đã lập tức gọi điện cho mẹ của họ. Mẹ ơi, làm ơn hãy đến đây. Mẹ đến rồi con yêu. Mẹ đã đến nhanh nhất có thể nè. Trả lời đi. Ai gọi vào giờ này vậy? Con gái mình ư? Ơi, đừng có làm phiền mẹ. Mẹ cần giấc ngủ sắc đẹp của mình. Ôi không, tớ chỉ có một mình. Mẹ cảm thấy thật tệ cho con bé. Đây, vì sao lại làm như vậy? Cô có mang theo một chai xịt chống quái vật nè.
hãy đến với bọn cô nào. Được thôi. Cháu có thể thử tự mình phun nó. Dạ được, giờ cháu thực sự cảm thấy an toàn rồi. Đừng lo, những bé con không ai làm đau các con đâu. Cô bé giàu bị ốm thật nặng. Cháu cần phải uống thuốc. Cháu hỏng thích. Chúng là kẹo M&M sao? Cháu vừa đưa cho bác một ý tưởng. Hãy xem cái máy gấp này này. Ta sẽ cho thuốc vào đó cùng với những viên kẹo. Trò chơi này thú vị quá. Cái này trông dễ bắt nhất nè. Làm ơn hãy lấy được. Đúng vậy, mình đã làm được. Mình đã trúng kẹo. Cô bé giàu đã uống thuốc thành công. Cháu sẽ cảm thấy khỏe mạnh sớm thôi. Đây là nước mũi sao? Wow. Cô bé hỉ mũi chưa sạch kia. Chờ đã, ta có cái gì đó ở trong túi. 2 tép tỏi, đặt chúng vào mũi của cháu để chúng hút hết nước mũi đi nào. Ôi trời, có thật nhiều nước mũi chảy ra kìa. Sẽ không mất nhiều thời gian để nó ra hết đâu. Thật sảng khoái. Cháu đã hết rồi. Ew, cầm nó tránh xa ta ra. Ta phải rời khỏi đây. Đồ ăn đây rồi, ta sẽ phục vụ cô bé giàu trước. Tiền để đổi lấy đồ ăn ngon đây. Cháu sẽ có gà rán, một bánh burger và sushi. Ngon quá. Ngon, nó thiệt là ngon. Lần này tớ muốn bánh burger. Và miếng gà này thiệt là mọng nước. Cháu cần đồ ăn. Gì chứ? Tớ cũng muốn ăn nữa. Thì cháu sẽ có món cơm với sốt cà chua này. Sao chứ? Cháu không thích cái này. Được thôi. Cháu sẽ có phô mai mới lấy từ giày của ta. Chắc chắn cháu chưa từng thưởng thức cái gì giống như nó. Chỉ có vậy thôi hả? Nó thối quá à. Tớ thật ghen tị với đồ ăn của cô ấy. Kia có phải là gấu bông không? Tớ có một ý tưởng. Tớ sẽ lấy một ít cơm và biến nó thành hình quả banh. Tớ cũng sẽ tạo ra các hình khác. Sau đó tớ sẽ cuộn phô mai lại và đặt nó lên trên một cái đĩa. Nó là chiếc gối cho cơm hình gấu bông. Tớ muốn thêm lông mày và miệng bằng phô mai nữa. Và một miếng phô mai khác để làm chăn. Đồ ăn của tớ trông thiệt là dễ thương. Tớ muốn cắn một miếng quá đi à. Thiệt là ngon. Đồ ăn của tớ thiệt là nhàm chán. Tớ không thể ăn hết tất cả mớ sô-cô-la này. Tớ sẽ ném chúng lên giường của cô bé nghèo. Tất cả sô-cô-la này cho tớ sao? Nhìn mặt của cậu kìa. Gì chứ? Chúng là mụn hả? Tớ cần một cái gương. Xấu quá đi. Chờ một chút, tớ cũng có. Tớ muốn nặng hết chúng. Yêu ơi. Chuyện gì vậy? Ta sẽ chữa trị cho cô bé nghèo sao? Ôi trời ơi, mặt của cháu. Cháu sẽ cho bác một thỏi vàng nếu bác chữa mặt cho cháu. Ta biết rồi. Một cái chảo ư? Nó là cho thỏi vàng đó. Ta sẽ cho nó tan chảy thành chất lỏng. Giống như vậy. Tiếp theo ta sẽ nhúng ngón tay vào và thoa lên các nốt mụn của cháu. Phải chắc chắn rằng toàn bộ khuôn mặt của cháu được phủ kín. Một mặt nạ vàng. Hoàn hảo. Cháu nữa. Không, nó chỉ dành cho người giàu. Lấy cái này đi. Mình sẽ làm gì với một cái cây? Mình biết. Mình sẽ lấy một cục đất và thoa lên khuôn mặt của mình. Một mặt nạ bùn. Tớ có thể tháo nó ra chưa? Nó thật sự đã làm sạch hết mụn của tớ. Wow, mẹo của tớ cũng thành công nè. Giúp tớ với. Có gì không ổn? Túi nhựa của bạn cá của tớ đang bị rỉ ra. Cô ấy sắp hết nước mắt rồi. Bể cá của cô ấy bị dở rồi. Ôi trời, tớ nên để con cá ở nơi nào để ta? Miệng của mình. Cậu vừa làm gì vậy? Cậu vừa ăn bạn cá của tớ sao? Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đợi tớ một chút. Chúng ta cần cái cành nước này. Chúng ta sẽ đổ đầy nước vào trong đó. Được rồi, cá bạn suýt nữa thì rơi ra rồi. Bây giờ hãy theo tớ nào. Được rồi. Bước tiếp theo là gì đây? Trước hết, cắt phần trước của cái cành. Giống y như vậy đây nè. Hãy bỏ phần dư thừa này đi nào. Sau đó chúng ta sẽ trang trí bên trong cái cành bằng những viên sỏi. Wow, nhiều thiệt đó.
cá của tớ sẽ thích lắm đây. Xem các màu sắc sặc sỡ này này, nhiều đây chắc là đủ rồi. Tiếp theo lấy hộp cứu thương ra. Bên trong nó có một loại cây đèn đặc biệt đó. Hãy đặt nó vào bên trong can nước nữa nha. Bây giờ là lúc đổ đầy cái can với nước nào. Yeah! Hãy nhớ đổ đầy đến mép để có nhiều không gian bơi hơn cho cá của bạn nha. Hoàn hảo. Oops, suýt nữa thì tớ quên con cá mất. Đây rồi. Chào mừng bạn đến với bể cá mới của mình. Nơi này tốt hơn cái hang tối thui mà mình vừa rời khỏi nhiều. Cảm ơn cậu bác sĩ. Không có gì. Mình sẽ đi ngủ một chút. Ôi không, tớ có cảm giác không tốt về điều này. Chàng trai đã ngủ lăn ra sàn rồi. Giờ chú rắn cưng của anh ấy đã bò ra khỏi tổ của nó. Nó đang nhắm thẳng vào miệng của anh ấy. Giúp tôi với. Con rắn đã vào trong miệng anh ấy rồi. Đang xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Ôi trời. Giúp tôi với. Tôi nuốt phải con rắn của mình rồi. Tớ sẽ cố gắng kéo nó ra được chứ. Không không không, cậu ấy đang trốn lại vào trong miệng của bạn rồi. Phải làm sao đây? Một quả banh chuột hamster. Cô cần mượn cái này, làm ơn nha. Tớ sẽ cần sự giúp đỡ của cậu anh bạn. Này, đặt tôi xuống. Tớ sẽ dụ con rắn ra bằng chú hamster. Nó đây rồi. Bây giờ tớ có thể kéo nó ra. Nhẹ nhàng nào, sắp xong rồi. Wow, tôi bắt được cậu ấy rồi. Hãy đặt cậu trở lại trong lòng của mình nào. Cậu ổn chứ? Tôi có thể cảm thấy dị động. Đừng lo, cậu có thể thử cái kẹo chua này. Wow, tớ thích kẹo lắm. Làm ơn hãy có tác dụng. Hương vị thiệt là ngon. Đúng là một ngày khó tưởng. Này, mèo con, đi bắt cái tia laser kia nào. Thật là một chú mèo ngoan. Tôi sẽ săn được bạn chấm đỏ bí ẩn. Ai đó đang gọi tớ, tớ phải đi một lúc đây. Chấm đỏ đâu rồi? Xin chào, chấm đỏ bí ẩn. Bạn có ở đây không? Hãy giúp tôi tìm chấm đỏ mất tích của mình với. Ôi không, tại sao mèo của tớ đang khóc vậy? Bạn bị ốm sao? Tớ phải gọi bác sĩ thú y. Có cô đây. Cháu không biết tại sao mèo của mình lại khóc. Cô tự hỏi có chuyện gì sai. Kìa, nhìn cái tờ rơi tìm người lạc này này. Cô biết phải làm gì rồi. Cô có công cụ đồ chơi cho mèo của cháu đây. Nó có một cái lông vũ. Chỉ cần nhấn nút và nó sẽ bắt đầu xoay quanh để chơi với mèo của cháu. Nút hoạt động này trông kìa, cháu nghĩ mèo của cháu rất thích nó. Đưa cho tôi các chiếc lông vũ ngay nào. Đã đến lúc cô phải đi rồi. Tớ có thể nói chuyện rồi đây. Được rồi, tớ sẽ tìm cho mèo của bạn ngay bây giờ đây. Để tôi yên bà này. Cô ấy có thể rất hung dữ. Xin hãy giữ yên. Tôi đã nói là để tôi yên mà. Ôi trời ơi. Ôi da, mặt của tớ. Tớ xin lỗi. Không sao đâu, tớ nghĩ mình biết vấn đề là gì rồi. Đây là một món đồ chơi bạc hà cho mèo. Bên trong có giấu một quả banh bạc hà mèo đó. Còn cái này thì sao mèo con? Một món ăn vặt. Bây giờ khi cô ấy đã bình tĩnh, tớ sẽ cố loại bỏ con giun từ tay cô ấy. Ew, đây là nguyên nhân khiến cô ấy trở nên hung dữ. Bây giờ chúng ta sẽ tiêm cho cô ấy nào. Cảm ơn bạn bác sĩ. Xong cả rồi nè. Tớ rất vui vì mèo của mình đã ổn rồi. Đây chính là tiền chi phí. Bảo trọng nha, tạm biệt. Hãy xem nào. Bác sĩ, giúp. Mèo của cháu không ngừng tăng cân. Được rồi, đặt cô ấy nằm xuống và để cô kiểm tra. Cái này là gì đây? Một que thử thai. Có vẻ như mèo của cháu đang mang thai. Wow. Chúng ta nên làm siêu âm cho cô ấy nào. Hãy xem các bé mèo của cô ấy đang phát triển thế nào. Xem trên màn hình nè. Chúng đang phát triển thật là tốt. Ôi không, nước ối của mèo bị dở rồi. Ôi trời ơi, cô ấy sắp sinh. Được rồi, hãy làm điều này nào. Hít thở sâu nào mèo con. Cô sẽ ổn thôi. Bây giờ hãy đẩy. Cô bé đây rồi. Wow, một bé mèo con dễ thương. Nhưng vẫn còn nữa đây. Cô thấy cái đầu rồi. Một bé mèo con dễ thương khác. Được lắm. Bé tiếp theo cũng là một bé mèo con khỏe mạnh nữa. Tớ có ba bé mèo mới. Hay lắm. Đây là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tớ. Tớ không chỉ có một, mà tớ bây giờ có thêm 4 con mèo cơ. Mình muốn ngủ một giấc quá. Đã đến lúc về nhà rồi. Mèo mẹ đã làm rất tốt.
Hôm nay mình kiếm được nhiều tiền thiệt. Ồ, có ai đó đang gọi. Đó là bạn rắn của tớ. Có chuyện gì vậy? Ôi không, tớ đang đến ngay đây. Chúng ta hãy đi nào. Tiếng mèo mèo đó có phải đến từ bụng của con rắn hay không ta? Tớ tới rồi đây. Ôi trời, bạn đã nuốt cái gì vậy hả? Đừng lo, tớ có một công cụ cho việc đó. Cái kéo ư? Không. Cái kềm? Cũng không phải. Một cái bao tay. Đúng rồi, mình sẽ cần nó cho an toàn đó. Bây giờ nghe tớ nè. Tớ sẽ đặt tay mình vào miệng bạn và kéo vật thể ra. Hãy xem nào, tớ nghĩ tớ đã cầm được nó. Nó đây rồi. Được rồi, bây giờ tớ sẽ kéo nó ra. Hít thở sâu. Bạn đã nuốt một con mèo sao? Tôi còn sống. Thế là đi tông bữa tối của tớ rồi. Bạn rắn hừ quá, không được ăn thịt mèo. Đây, bạn có thể có một quả trứng. Tạm biệt. Bác sĩ, xin hãy giúp tôi với. Tóc của tôi ngứa quá đi. Ngứa sao? Ồ, cuốn của bạn cũng bị ngứa lông nè. Tệ thiệt. Khoan đã, để cho tớ nhìn kỹ hơn một chút. Tớ hiểu rồi, đầu của bạn toàn là da. Trước tiên, tớ cần phải mặc đồ để bảo vệ bản thân. Rồi tớ sẽ sử dụng đồ nhíp đặc biệt để loại bỏ da của chú chó. Chúng thật sự biết cách ẩn nấp trong bộ lông xù này. Yêu, nó to quá đi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ chải lông đặc biệt để làm sạch bộ lông của cún. Nhìn đống bụi bẩn đó kìa, vẫn còn nhiều xung quanh đầu nó đó. Chúng ta phải tiếp tục chải lông cho bạn anh bạn à. Cái chải này cũng sẽ thu thập toàn bộ lông rụng của cậu ấy. Nhưng chúng ta có thể thả tất cả chúng ra bằng một cú nhấc đơn giản. Còn đối với bạn, người chủ, chúng ta cũng cần làm gì đó với mái tóc của bạn. Có lẽ là công cụ này sẽ giúp ích. Được rồi, đúng vậy, nó giúp giảm ngứa đó. Cảm ơn bạn, bác sĩ. Chúng ta về nhà thôi. Vấn đề đã được giải quyết. Coi chừng. Tôi sắp ngã mất. Tôi đụng đầu mất rồi. Cái gì vậy? Hả? Đó là một chú chuột hamster. Nó nóng quá đi. Nóng. Được rồi, để tớ kiểm tra nhiệt độ của bạn nha. Chúng ta phải đem chú chuột hamster ra khỏi quả cầu này trước đã. Nè, đặt tôi xuống. Hãy xem nào. Kết quả cho thấy bạn bị sốt cao. Ôi không, tớ xin lỗi nha anh bạn, nhưng bạn phải uống thuốc thôi. Kinh quá, gớm quá đi. Sao cơ, bạn phải uống nó đó. Khoan đã, tớ biết phải làm gì rồi. Tớ sẽ giấu viên thuốc bên trong quả dưa chuột. Điều này sẽ thành công thôi. Ngon quá, đây là món ăn nhẹ ngon nhất mà tớ từng ăn. Đúng thế, tớ thật là thông minh. Đúng vậy. Cái gì? Cậu ấy đã ăn quả dưa chuột, ngoại trừ viên thuốc ra. Ôi thôi nào, tớ cần phải nghĩ ra một cách khác. Đó có phải là một chú hamster nhồi bông hay không? Tớ biết rồi. Đến lúc làm một ví dụ rồi. Nhìn này, chú hamster này không muốn uống thuốc. Điều đó có nghĩa là tớ sẽ phải tiêm cho nó một mũi lớn và đáng sợ nè. Mamma mia, liệu mình có bị tiêm từ cái thứ to lớn này không ta? Được rồi, tớ sẽ uống thuốc. Bây giờ bạn muốn uống thuốc rồi sao? Tốt, của bạn đây. Sau việc này tớ đáng được thưởng một thanh cà rốt đó. Tốt lắm. Điều này không có quá khó ha. Bác sĩ, nhìn tớ tìm thấy cái gì nè. Nó là một quả trứng khổng lồ. Nó là cái gì vậy? Tớ không thể biết được bằng âm thanh. Tớ mới tìm thấy nó ở bên bờ biển. Tớ muốn biết nó là cái gì. Nó có phải là búp bê Wednesday hay không? Một búp bê Barbie ư? Có lẽ không. Các bạn nghĩ sao? Hãy bình luận ở bên dưới nha. Hãy cho chúng tớ biết bạn nghĩ bên trong quả trứng là cái gì. Nó đang nứt ra nè. Là lúc này đây, chúng ta sẽ biết được nó là cái gì. Đó là một cái đuôi sao? Wow, đó là một búp bê nàng tiên cá. Tớ chưa từng thấy một con búp bê xinh như vậy trước đây. Thật là đẹp. Chúng ta tiêm vaccine cho cô ấy đi. Chúng ta xong rồi. Hả? Cô ấy đang lớn lên sao? Núp đi. Cô ấy đã biến thành một nàng tiên cá thật sự. Rất vui được gặp bạn. Điều này là sự thật sao? Ôi trời ơi, chào bạn. Điều này thật là tuyệt vời. Tớ không thể tin mình có một thú cưng nàng tiên cá. Hãy cùng đi chơi nào. Tạm biệt. Xin chào, chào mừng cháu đến phòng khám thú y. Cô thấy cháu đã mang theo mèo của mình. Xin chào, bạn có khỏe không? Tớ sẽ để bạn chơi một lúc nha. Một con mèo? Cậu biết phải làm gì đúng không? Cậu ghét con mèo đó đúng không? Hãy đi tấn công cô ấy ngay nào. Một cuộc chiến giữa mèo và chó. Ôi trời, con mèo tội nghiệp của cháu không thể xem được. Ôi, dừng lại ngay lập tức.
Ôi không, cô ấy bị thương rồi, mình phải điều trị cho cô ấy. Làm ơn cứu cô ấy đi. Chúng ta phải để cô ấy nằm lên giường. Ôi không, cô ấy không còn cử động. Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy vậy? Cô ấy đã mất rồi sao? Cô sẽ hồi sinh cô ấy. Phải thử thôi. Tránh ra. Nó không có tác dụng. Mèo của cháu, chúng tớ cần những like của bạn để cứu cô ấy. Làm ơn. Ôi không, linh hồn của con mèo đang rời bỏ cơ thể của cô ấy. Chúng ta nên làm gì đây? Ồ, tớ biết rồi. Ta cần ăn giặt. Cái gì vậy? Nó đâu mất rồi? Có lẽ tất cả những gì mèo của mình cần chỉ là một phần thưởng. Đây mèo ơi, ngon quá đi. Nó có tác dụng nè, cô ấy chỉ đói thôi. Bạn còn thêm không? Xin chào, có ai ở đây không? Hả? Achiu! Một nàng tiên cá nhỏ, có vẻ như bé đang bị bệnh đó. Ngồi xuống đi. Xin, đưa cô bé một ít khăn giấy trước đi. Achiu! Cháu không thể ngừng hát hơi được. Cảm ơn vì khăn giấy. Nó cứ như một cái vòi phun nước mũi vậy. Gớm quá đi. Cháu bắn nước mũi ra khắp nơi làm việc của cô rồi. Nó còn dung dãi lên cả người cô nữa. Eo ơi, đủ rồi. Đây là báo động đỏ. Chúng ta sẽ loại bỏ hết mớ nước mũi đó bằng cái máy thổi lá. Thật là nhiều gió quá đi. Giúp tôi với. Đã xong rồi. Achiu, cháu vẫn còn bị ốm mà. Đúng rồi, cô quên xịt thuốc cho cháu mất. Mở miệng ra nào. Không, cháu không thích nó. Cô biết một chiêu để thuyết phục cô bé. Thay vì thuốc, cháu có muốn ít kẹo xịt hay không? Dạ vâng. Cô muốn cháu nhắm mắt lại trước đã. Xong rồi chứ? Được rồi, cô sẽ xịt thuốc thay vì kẹo. Và cô bé sẽ không biết gì cả. Thật là ngọt. Cháu cảm thấy khá hơn rồi. Cảm ơn bác sĩ. Một cục nước mũi còn sót lại ư? Yêu. Bác sĩ, là tớ đây, Ariel. Có chuyện gì vậy? Tớ cần bạn giúp. Tớ đang nghe đây. Việc này xấu hổ quá đi. Nhìn này, tớ có mụn trứng cá trên mông mình. Đừng cười, đừng cười. Liệu bạn có thể làm gì với nó hay không? Chắc chắn rồi, lại đi nào. Chúng ta sẽ làm gì đây? Rồi cậu sẽ thấy. Chờ chút, tớ có mang theo cây đinh ba của mình. Cậu nằm sắp ra đi. Được, giờ thì sao nào? Chúng ta sẽ sử dụng cây đinh ba của cậu. Nó thì như thế nào? Đeo mắt kính an toàn lên nè. Ổn rồi. Tớ sẽ chích mụn của bạn bằng cây đinh ba. Cậu nghiêm túc chứ? Không phải nó sẽ đau lắm hay sao? Đây sẽ là một mớ nhớp nháp đây. Tôi sẽ cần phải đi tắm sau cái này đây. Mụn trứng cá của cậu vừa to và vừa nhầy nhụa nữa. Tớ nghĩ đó là cái cuối cùng. Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tớ rất vui lòng. Đó là một sự hy sinh mà tớ phải làm đó. Tớ sẽ phun chút thuốc kháng trùng để ngăn ngừa nhiễm khuẩn và dán lại với một miếng băng cá nhân. Wow, tớ có thể ngồi xuống lại rồi. Trả tiền nào. Đây, cậu có thể lấy cái kẹp tóc bằng ngọc trai này của tớ. Nó rất có giá trị đó. Tớ không mang kẹp tóc đâu. Được rồi, có lẽ tớ có thể bán nó để lấy ít đồng tiền vàng. Đến lúc tiếp tục công việc nào. Phải cẩn thận nào. Giúp tôi với. Đó là Ken và Bobby. Bobby đang chuẩn bị sinh em bé rồi. Hả? Tớ hiểu rồi. Nước ối của cô ấy đã bị dở. Cô ấy đang sắp sinh. Chúng ta cần phải đưa bé ra. Cố lên nào Bobby. Hãy thả lỏng trên giường đi. Tớ sẽ phủ chân của cậu bằng một tấm chăn. Tay của em đang nắm chặt quá đó. Tay của tôi. Anh nghĩ em đã làm gãy xương của anh mất rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra tình hình của bé nào. Đúng thế, cô bé đã sẵn sàng để ra đời rồi. Giờ đến lúc răng rồi, mẹ bé ơi. Không, 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 tớ vẫn chưa sẵn sàng. Tớ nói là răng đi nào. Hả? Bạn cố răng mạnh hơn, hoặc tớ sẽ lôi đứa bé ra bằng những cái này đấy. Không, xin đừng mà. Tôi sẽ giúp cô bình tĩnh lại. Một cái tay biết đi. Một tiếng la hét là đã đủ cho Bobby răng em bé của cô ấy ra rồi. Đứa bé của chúng ta. Cậu đã có một bé gái khỏe mạnh đó. Cô bé trông giống y như tớ.
bé nhện đáng yêu thật đó. Hả? Người nhện thật đó ư? Bác sĩ ơi, cứu tôi với, tôi bị rắn cắn rồi. Thú vị thiệt đó, cậu đang biến thành màu xanh. Và logo của cậu biến thành một con rắn nè. Có vẻ như là một căn bệnh nghiêm trọng rồi đây. Tôi đang biến thành người rắn. Bình tĩnh nào, tớ sẽ lấy con rắn ra khỏi người bạn. Bạn chỉ cần thật nhẹ nhàng khi lấy nó ra thôi. Thấy chưa? Phew, bạn đúng thật là ân nhân cứu mạng. Bây giờ nó sẽ là vật nuôi của tớ. Chào mừng bạn đến căn nhà mới của mình. Còn vết rắn cắn thì sao? Để tớ xem. Có vẻ như con rắn đã để lại răng nanh trong người bạn. Tớ biết phải làm gì rồi. Đồ hút đôi. Chúng sẽ lấy những cái răng nanh ra như vậy nè. Tất nhiên một vết nhện cắn sẽ biến bạn trở lại thành người nhện. Wow, nó có tác dụng nè. Tôi đã trở lại thành người nhện rồi. Oh yeah. Trả tiền nào. Ôi thôi rồi, gặp lại sau nha bác sĩ. Cậu nợ tiền tôi đó, côn trùng. Chào mừng đến với phòng khám của bác sĩ Wednesday. Tôi không tin tưởng Wednesday với cái ống tiêm đó đâu. Cô ấy sẽ tiêm xuyên với cái gì vậy ta? Giữ yên nào, tớ sẽ phải xích cậu lại đó. Huyết thanh này sẽ làm thay đổi cuộc sống của cậu. Không, cậu đang làm gì với tôi vậy? Thí nghiệm của mình, nó đang có tác dụng rồi. Có chuyện gì đó đang xảy ra với tôi. Tôi đang lớn lên. Điều này sẽ rất tuyệt đây. Không thể nào, tôi đang mọc ra cánh tay sao? Không chỉ có cánh tay, mà còn cả cơ thể nữa. Tôi cảm thấy rất đầy đủ. Ha ha, tôi trở thành người rồi. Tớ đã nói với cậu là nó sẽ thay đổi cuộc sống của cậu mà. Hả? Cánh tay của tôi biến mất rồi. Ôi không, đau đầu quá. Chân của tôi. Tôi chỉ lại là một bàn tay nữa rồi. Ôi trời, tớ đoán chúng ta sẽ phải làm thí nghiệm khác vậy. Ơ kìa, đó là một cái vũng nước ư? Cái gì cơ? Nước mắt. Dường như mẹ chân dài đang mắc vào một tình huống rối rắm rồi đây. Giúp tớ gỡ tay mình ra với. Không được gây ồn trong bệnh viện của tớ. Được rồi, tớ sẽ im miệng lại. Bây giờ đến quy trình nào. Gì cơ? Chúng ta cần kéo cắt cỏ. Đừng cắt tay của tớ. Khờ quá, tớ sẽ sử dụng cái xà beng ở đầu còn lại. Cái đó là để làm gì vậy? Xem này, tớ sẽ dùng cái xà beng để đẩy luồng vào gỡ rối cánh tay của bạn. Nó khó hơn tớ nghĩ đó. Tớ sẽ cần một bàn tay giúp đỡ. Hả? Bàn tay này đang làm gì vậy? Thư giãn đi, cậu ấy đang giúp bạn thả tay ra đó. Bây giờ sẽ dễ dàng để rút cánh tay của bạn ra hơn. Không không, cậu đã trị cho tớ rồi. Cánh tay của tớ đã được tự do. Tớ nợ bạn những gì vậy? $200. Nhưng tớ chỉ có $100 thôi. Vậy thì để tớ cắt tay của bạn để trả là được. Đừng, tớ xin lỗi. Đây, $200 đây. Nói hay lắm, bạn có thể đi rồi. Ôi không, Ariel bị mắc câu ở lưỡi của cô ấy rồi. Hãy để tớ xem kỹ hơn nào. Một chiếc lưỡi câu cá hả? Dường như nó vẫn đang dính liền với một cái cần câu cá. Tớ sẽ tìm hiểu xem nó đến từ đâu. À ha, kéo nào. Wow, cậu là một người câu cá tệ đó. Nhìn xem cậu bắt được cái gì nè. Cậu đã bắt một nàng tiên cá. Tôi đã bắt được một nàng tiên cá. Thật ư? Chờ đã. Wow. Ôi trời, dường như trái tim của người câu cá cũng bị mắc câu rồi. Tớ không muốn hôn một người đàn ông đâu. Vậy thì sao cậu không thử hôn một con cá tanh đi? Hả? Có mùi gì đó tanh tanh. Thật là gớm quá đi. Cậu có thể giúp tớ rồi chứ. Đến lúc cắt dây rồi đây. Đây, đi đi nào người câu cá. Bây giờ đến lưỡi của Ariel. Tớ sẽ chỉ việc cắt cái móc câu. Sau đó tớ sẽ nhẹ nhàng kéo phần còn lại của cái móc ra. Dễ như ăn bánh. Cậu đã làm được rồi ư? Hả? Vẫn còn một cái lỗ trên lưỡi của tớ. Tớ biết cách chúng ta có thể làm rồi. Vì đã có cái lỗ trên lưỡi của cậu. Cậu có thể đặt một cái khuyên lưỡi ở đó cũng được. Đầu lâu thật ngầu hả? Nó nặng quá đi. Nhưng tớ thích nó lắm. Chỉ cần làm rối tóc của tớ một chút. Tớ là một nàng tiên cá ngôi sao nhạc rock. Cậu có thể lấy tất cả những viên ngọc trai và vỏ sò của tớ. Phải rock and roll thôi. Thuốc ở đây rồi. Hả? Đó là...
À, xin lỗi, tớ không nhìn thấy cái đó. Trời ạ, à, cứ đưa tay cho tớ và tớ sẽ dẫn đường cho cậu. Chúng ta đã tới chưa? Nằm xuống giường đi. Được rồi. Xin, đưa tớ cái kìm. Cái kìm dùng để làm gì vậy? Đến lúc nhổ ít răng của cây piranha rồi đấy. Tớ sẽ lấy chúng ra từng cái một. Dễ dàng thôi. Một cái nữa, cái này khá sắc đó. Còn một ít răng nữa thôi. Cái cuối cùng, tớ đã lấy hết răng ra. Để chúng lại làm kỷ niệm đi, Xin. Thật nặng quá. Được rồi, hãy thử lấy cây piranha ra nào. Cậu đã cứu tớ. Ôi chao, đầu tớ toàn là chất nhầy và vết cắn. Tớ cần phải đi tắm. Wahoo! Tớ có một ít đồng tiền vàng cho cậu đây. Hay lắm. Các đồng tiền vàng thật là hào phóng. Cây piranha đang buồn vì nó không còn răng nữa. Barbie tội nghiệp đang nằm dưới một cái máy chén. Hả? Sương mù này từ đâu ra vậy? Một con dơi. Tớ biết mà. Ma cà rồng Dracula, cho tớ thấy mặt cậu đi. Tớ nhát lắm, nhưng được rồi. Tớ có răng nanh to quá cỡ. Ôi chao ơi, hãy làm chúng nhỏ lại đi, làm ơn đó. Để xem nào. Cái máy chém. Tớ biết rồi. Tớ đã có giải pháp. Chỉ cần để răng nanh của cậu ở đây và tớ sẽ chém chúng đi. Cậu có chắc là nó sẽ không đau chứ? Nó trông thật là đáng sợ. Có lẽ tớ nên kiếm ý kiến khác. Ôi, được rồi, tớ sẽ làm điều đó. Tớ sợ. Đừng lo. Hả? Xong rồi đó. Lấy được chúng rồi. Hả? Chúng vẫn còn rất to. À, được rồi. Hãy bắt đầu mài nào. Đó là gì? Tớ sẽ mài phần răng nanh cứng đầu còn lại. Cậu tự kiểm tra đi. Xong rồi đó. Răng nanh to lớn của tớ đã mất rồi. Nhưng bây giờ tớ không còn răng nanh nào cả. Hãy kiên nhẫn được chứ. Tớ có một bộ sưu tập răng nanh ở đây. Cậu hãy lựa chọn đi. Chúng ta có rất nhiều loại đó. Vậy thì... cái đó. Được thôi, răng nanh cầu vồng vậy. Hãy thử mang nó đi nào. Được rồi. Tớ trông như thế nào? Tớ cảm thấy thật là lấp lánh. Cảm ơn bác sĩ. Tớ đi đây. Ú, tớ quên trả tiền mất. Tiền thời Trung Cổ. Tớ có thể mua được cái gì với cái này chứ? Hả? Slime từ đâu ra vậy nè? Mẹ giàu mua một ba lô đầy slime luôn. Wow, cảm ơn mẹ. Slime màu tím, xanh và hồng hả? Muốn trộn chúng nó lại với nhau ghê. Wow, vui thiệt đó. Cô bé nhà nghèo đang ghen tị lắm luôn. Cô bé cũng muốn chơi slime đó. Cái nhà nghèo kia ghen tị kìa. Mình không có đủ tiền để mua slime. Mình phải làm gì đây? Có lẽ mình nên tự làm slime vậy. Biết rồi. Mình cần cái bát rỗng này. Đầu tiên ta đổ hạt chia vào và hòa với nước. Sau đó nhỏ màu thực phẩm màu xanh lá vào. Giờ thì đến một khe đường. Đợi chúng tan hết ra. Tiếp đến là bột gelatin. Nào trộn đều lên thôi. Trộn, trộn. Cứ trộn cho đến khi hỗn hợp đặt lại như slime. Thấy không? Bắt đầu ra dáng slime rồi đây nè. Vừa nghịch mà vừa có thể ăn được luôn. Tớ ăn được slime luôn nè. Tớ cũng vậy. Không, đừng. Không có ăn được đâu. Sao lại không? Có vẻ là ở đây đang diễn ra một trận kéo co. Hai bạn không muốn chia sẻ heo Peppa? Bạn ấy là của tớ. Đèn đóm bị làm sao vậy? Mẹ ơi, con sợ quá. Mẹ biết mà, để mẹ nghĩ cách. Có cách rồi. Mẹ cần heo Peppa làm gì vậy? Phải lấy bớt bông nhồi ở bên trong ra đã. Sau đó nhét đèn lấp lánh vào trong. Lại nhét bông vào thôi nào. Wow, heo Peppa sáng lên nè. Tối quá đi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mình cần phải có đèn. À ha, có cách tuyệt hay.
cái đèn này sẽ đổi màu sau mỗi lần ta bóp. Dễ thương quá đi. Lại còn mềm nữa chứ. Chói quá à. Hai mẹ quả là biết cách làm các con vui. Bé nhà giàu đang làm gì đây? Tấm lưới chứa bi này nảy thiệt đó. Mình cũng muốn có. Muốn xem hòn bi bên trong quá à. Ôi thôi, hòn bi vẫn mất tiêu rồi. Nó rơi xuống chỗ của mình. Wow, thật là sáng bóng. Đưa đây, không phải là của cháu đâu. Lau dọn bể cá. Này, không phải của mình thì đừng có lấy chứ. Khổ thân con. Đợi đã, bông tắm và bi sao? Mẹ biết rồi. Chọn hồng bi nào bây giờ ta? Bi màu đỏ có được không? Bắt tay vào làm đồ thủ công thôi. Cắt một miếng lưới từ bông tắm ra. Sau đó đặt viên bi vào bên trong. Bọc nó lại, rồi lấy máy ép tóc ép nhiệt lên miếng lưới cho nó đóng miệng vào. Ép cả hai đầu luôn nha. Rồi đó, tấm lưới chứa bi. Đúng thứ mà con muốn nè. Con cảm ơn mẹ. Nó nhúng nhúng nè. Con thích lắm. Mừng là con thích đó. Hai bạn đang ngồi chán trong phòng chờ bệnh viện. Ôi trời ơi, cái chú này có nút bụng bự ghê. Muốn nặng ra quá à. Làm gì đó hả? Đừng có động vào. Mụn. Không, đừng có nặng mụn của chú nữa. Thôi tôi đi đây. Ôi thôi, hai mẹ bực rồi. Còn không được nặng mụn của người lạ như vậy đâu. Hừm, sao cũng được. Mẹ có cái này cho con nè. Người ở hàng tí hon. Con phải làm gì? Đây là cái nhíp. Con rút mụn đầu đen của anh ấy ra đi. Anh ấy cần con giúp đỡ đó. Wow, hay thiệt đó. Mụn dai ghê luôn. Con muốn rút thêm thiệt là nhiều. Thỏa mãn thiệt đó. Con rút được chưa? Wow, con giỏi lắm. Còn con thì sao? Làm sao đây? Mình không có công cụ. Để xem trong túi nào. Tìm thấy rồi. Keo khô ư? Khoan, cắt bỏ phần keo ra. Sau đó lấy màng bọc thực phẩm quấn vào. Ấn nó xuống như đang chơi đất nặng. Bé yêu của mẹ, cô ta đang làm gì vậy hả? Khi đã nén phẳng keo thì đặt nó lên một tờ giấy rồi gấp lại. Gấp hai bên vào rồi lấy kim chọc một cái lỗ như vậy nè. Đến khi bóp là keo chảy ra như nhân mụn luôn. Bóp! Không thể nào! Đừng có nhìn! Quan hô! Đồ chơi nặng mụn của con! Giờ con là chuyên gia nặng mụn rồi đó! Ôi trời! Có con gì đằng sau bụi cây hả? Cậu có nghe thấy không? Sao lá cây lại chuyển động? Ra xem đi! Thiệt là thú vị! Thử chạm vào đi! Gai nhọn chọc vào làm hai cô bé bị dính dầm rồi. Ôi không, con bị dính dầm rồi. Mẹ ơi. Dầm ư? Thiệt là nguy cấp quá à. Mẹ gọi người giúp đây. Hả? Nghe như là trực thăng ấy. Thả xuống từ từ nha. Bộ sơ cứu đã đến đây. Cuối cùng thì họ mang tới dụng cụ hút mà mẹ yêu cầu rồi. Bắt đầu thôi. Giữ yên nha, mẹ sẽ hút hết dầm ra. Nhanh mà không đau gì ha. Con thấy đỡ đau nhiều rồi. Mẹ ơi, cứu con với. Đây rồi, mẹ có bộ sơ cứu cũ đây con. Ta có thể dùng xi lanh. Đáng sợ quá đi. Con không dám nhìn. Đừng sợ. Mẹ sẽ rút ra nhẹ và nhanh thôi hả. Thấy chưa? Wow. Mẹ đã nói rồi mà, không có gì phải sợ hết đó. Chân của con đau quá. Ôi không, phải gọi nha sĩ thôi. Bác sĩ ơi, hãy đến mau đi. Tôi đây. Giúp con gái của tôi với. Ôi trời, tôi thấy có cái răng sâu. Phải nhổ ngay thôi. Nhổ sao cho đừng đau nha. Tôi sẽ trả thêm tiền cho bác sĩ. Vậy thì nhổ không đau. Bắt đầu thôi, tôi sẽ dùng nhíp để nhổ răng ra. Kéo chút xíu là ra rồi nè. Yeah. Cô tiên răng sẽ thích chiếc răng này lắm đó. Ta cất nó vào trong mặt dây chuyền cho an toàn nha. Cho cái răng vào trong. An toàn. Xinh quá đi. Con sẽ cất giữ răng thiệt là an toàn. Cảm ơn bác sĩ.
thiệt là tốt quá à. Con bị đau răng. Bác sĩ giúp chúng tôi với có được không vậy? Cô phải thanh toán trước thì mới được. Thanh toán sao? Nhưng tôi không có tiền. Nghĩ cách nào? Cung và mũi tên nữa. Mình sẽ buộc một đầu sợi chỉ vào răng của con, sau đó buộc đầu còn lại vào cung. Đến khi bắn cung, mũi tên sẽ kéo răng đi theo luôn. Wow, con nghĩ là không được đâu. Con sẽ làm được mà. Thôi liều nào. Được rồi, răng của con biến mất rồi. Bắn giỏi lắm. Yeah, để mẹ xem chiếc răng nào. Đây rồi. Mình cùng nhau làm mặt dây chuyền thôi. Đặt răng vào một cái khuôn, rồi đổ đầy keo vào trong. Sau đó rắc kim tuyến hồng, rồi trộn đều lên. Rắc chút kim tuyến xanh cho nó thật là lấp lánh nha. Mặt dây chuyền đã xong rồi nè. Mặt dây chuyền thật là xanh điệu quá đi thôi. Con đeo thử đi. Wow, xinh quá đi. Con là người mẫu thời trang nè. Con của mẹ thì muốn gì cũng có. Wow, miếng slime này lớn quá à. Kéo căng nó ra đi, như tấm thảm thần vậy đó. Nó biến thành quả bóng khổng lồ rồi. Wow, to thiệt ha. Tôi muốn chạm vào nó. Ôi, nổ slime rồi. Đồ thiết kế của tôi. Yêu ơi, cái gì đây? Dính dính ghê quá đi à. Bắn hết lên quần áo của tôi rồi. Hai đứa. Hai đứa đã làm cái gì vậy hả? À, có cách khắc phục rồi đây. Anh quản gia, băng keo nano để làm gì vậy? Mình sẽ dùng băng keo nano để tạo hình miếng dưa hấu. Sau đó nhét slime đỏ vào và ấn cho phẳng xuống. Thêm cả slime màu xanh lá cây lên trên. Tên tên, slime dưa hấu, thật là mềm. Wow, con thích lắm. Món đồ chơi mới này vui quá đi. Chẳng bù cho bạn nhà nghèo. Mẹ ơi, con ghen tị với bạn. Con muốn có slime hình dưa hấu. Mẹ không có tiền để làm cái đó đâu. Khoan, dưa hấu thật sao? Đến lúc ứng biến rồi. Đầu tiên cắt nhỏ vỏ dưa hấu rồi cho vào trong máy xay. Xay cho đến khi vỏ dưa biến thành nước. Sau đó đổ hỗn hợp vỏ dưa qua rây lọc. Ta chỉ cần phần nước ép mà thôi. Giờ thì bỏ thêm bột gelatin vào và khuấy lên nha. Vậy là được rồi. Đợi cho nó đông lại là xong. Ta đã có thạch dưa hấu. Cả khối thạch thì hơi to, nên ta sẽ cắt làm đôi trước. Sau đó cắt thành từng miếng. Thấy chưa? Như dưa hấu thật luôn. Bay biển đẹp nên cho thêm 5 điểm. Của con đây. Cha, thạch dưa hấu. Còn có thể ăn nữa chứ. Vừa là đồ chơi, vừa là đồ ăn. Cái gì? Tớ cũng thế nha. À, à, không có cắn được. Cái nhà nghèo đó lại qua mặt mình rồi. Cưng ơi, mẹ mua bóng bay cho con nè. Wow, chú cún nhà bông của con đang cần dây xích đó. Ở yên đó nha. Ăn kem của con đi. Ngon quá. Ôi không, bóng bay bay mất cùng với chú cún đồ chơi luôn rồi. Ngọt quá con ha. Khoan đã, cún của con, nó bay lên rồi. Là tại mẹ hết đó. Mẹ đừng có mua cho con bóng bay còn hơn. Mẹ xin lỗi, để mẹ đền cho con nha. Đúng rồi, mẹ sẽ mua cho con chú cún đồ chơi mới. Đây là tất cả chỗ xu mình có. Đây là Chase trong bộ phim Paw Patrol, nhưng mà giá tận 200 đô. Chắc là đủ đó. Cho cháu mua cún Chase đi ạ. À. Không được, có đủ tiền đâu mà mua. Tôi sẽ trả. Ôi tiền. Chase là của cô. Đúng là số khổ. Mình muốn có chú cún đồ chơi đó. Mẹ về rồi đây, nhìn xem mẹ có gì nè. Là Chase từ phim Paw Patrol. Con thích lắm. Cậu ấy là người bạn thân nhất của con. Sao con của mẹ lại buồn vậy? Con muốn có cuốn đồ chơi hả con? Để xem nào. Kìa là chó thiệt hả? Cuốn con tội nghiệp. Cho mày quá trang nha. Giờ thì mày đã là cuốn cảnh sát Paw Patrol rồi đó. Con có thích không? Là Chase thứ thiệt từ phim Paw Patrol nè. Con thích lắm. Cậu sẽ là chú cuốn cảnh sát tài ba. Con không muốn ăn kẹo dẻo hình gấu. Nó nhỏ quá à. Nhỏ quá sao? Không sao đâu, mẹ có kẹo dẻo hình gấu to hơn đây. Con cũng không muốn cái đó. Vẫn không hả? Vậy thì kẹo dẻo hình gấu siêu bự nha con. Vẫn nhỏ lắm mẹ ơi. Cái này còn nặng hơn cả đá luôn. Wow, đúng thứ mà con muốn rồi. Cho con đi mẹ. Thiệt là to quá đi. Ngâm, lại còn ngon nữa. Con muốn ăn kẹo dẻo hình gấu. Cái gì vậy? Wow, đồ ăn. Tỉnh lại đi.
mình biết phải làm gì rồi. Wow, cả một đống kẹo dẻo hình gấu ăn không hết kìa. Mẹ nghèo đang lén lút lấy về một chút. Lấy được hết rồi. Cho vào một cái bát to và đổ nước nóng xung quanh bát. Vậy là đủ rồi đó. Giờ thì đợi kẹo dẻo tan chảy ra thôi. Nhìn kìa, bắt đầu chảy nước ra rồi đó. Nó sẽ biến thành một chiếc kẹo dẻo hình gấu khổng lồ. Lấy kẹo ra khỏi khuôn thôi. Ta đó, kẹo dẻo hình gấu vui vẻ cho con nè. Tuyệt quá đi. Con còn không biết phải cắn ở đâu trước nữa. Cắn ở tay vậy? Ngọt ghê luôn. Tay gấu đúng là ngon ngọt thiệt đó. Mừng là con thích đó. Ăn xong quên đời luôn ha.